Thông tin tiểu sử diễn viên Đỗ Duy Nam Đỗ Duy Nam sinh ngày 8 tháng 6 năm 1990 là một nam diễn viên, VJ và ca sĩ đang được nhiều người yêu mến với những bản nhạc chế PR đi hài hước với hàng triệu lượt. Truy cập kèm theo là những thông điệp ý nghĩa như Em của mùa uôn cấp, mảnh ghép vùng cao, uôn cấp xa dần đời nghệ sĩ, đời sinh viên, suy nghĩ trong anh, chắc ai đó sẽ về. Mùa yêu U23, Đỗ Duy Nam tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2012, nghề nghiệp. Diễn viên MC hiện đang công tác tại nhà hát tuổi trẻ Việt Nam Môn Sơ năm 2015 là một năm đột phá của Đỗ Duy Nam khi phim sóng ngầm VTV1 và các chương trình bữa trưa vui vẻ. Trung cư 22 và các bộ phim sitcom phủ sóng khiến Đỗ Duy Nam trở thành gương mặt của các bà nội trợ và các bạn trẻ yêu mến với tính cách thân thiện, gần gũi, vui tính khiến Đỗ Duy Nam tới gần khán giả hơn ở mọi khung độ tuổi với với sự duyên dáng trong diễn xuất và thêm năng khiếu ca hát, giả giọng các ca sĩ độ Duy Nam là một trong những nghệ sĩ trẻ ở miền Bắc được khán giả nhắc tới và yêu mến sau một thời gian ngắn bước chân vào con đường nghệ thuật. Độ Duy Nam đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả Việt Nam môn sơ với những cống hiến không. ngừng nghỉ Đỗ Duy Nam đã nhận được một đề cử ấn tượng VTV 2015 ở hạng mục nam diễn viên ấn tượng. Năm 2016, anh xuất hiện trong chương trình Gương mặt thân quen và mang đến cho khán giả những màn hóa thân đặc sắc và đầy bất ngờ, cũng trong năm 2016, khi nam diễn viên này hé lộ về chuyện kết hôn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, vị hôn thê của Đỗ Duy Nam là một hot girl tên là Nguyễn Ngọc Anh. Hiện đang học năm cuối tại trường đại học sân khấu điện ảnh. Cặp đôi này đã có tới 3 năm để tìm hiểu và bắt đầu tình yêu. Cuối tháng 8 năm 2016, Đỗ Duy Nam và vợ đã thực hiện bộ ảnh cưới vô cùng độc đáo với hai nhân vô cùng trái ngược nhau. Một cô dâu xinh đẹp và quyến rũ và một chú rể giống hình tượng thằng bơm. Đám cưới của Đỗ Duy Nam được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 cùng năm. Trước sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè và các vị khách mời nghệ sĩ như Nghệ sĩ Trí Trung, Giáo sư Xoay, Vượng Dâu trong đám cưới nam diễn viên trẻ này tỏ ra rất hạnh phúc. Anh luôn tươi cười rạng rỡ mỗi khi nắm tay cô dâu và trao cho vợ những nụ hôn ngọt ngào. Tháng 9 năm 2016 anh và Nguyễn Ngọc Anh làm lễ thành hôn. Người vợ hot girl của Đỗ Duy Nam là Nguyễn Ngọc Anh. Năm 2016 đến 21 tuổi. Hà Nội sinh viên năm cuối trường đại học sân khấu điện ảnh. Cả hai đã có 3 năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Các chương trình Đỗ Duy Nam tham gia, chung cư 22 cộng VTV6, phụ nữ số 1, gala cười VTV, bữa trưa vui vẻ, chém chuối cuối tuần, thông điệp cuộc sống, gala cười cuối năm mở đi những phim anh từng tham gia sóng ngầm VTV1, Nguyễn Mạnh Hà, khi chàng trai yêu, Trần Lực, làm chồng đại gia, Trần Lực, ám ảnh, Lưu Hà, ánh sáng trước mặt, Hoài Sơn Đanh Dũng, những vở diễn sân khấu đã tham gia, lời thề thứ 9, vòng phấn cáp ca, nước mắt đàn ông, nghêu sò ốc hến, đời cười, thành tích anh đạt được. Huy chương vàng liên hoan sân khấu Lưu Quang Vũ 2013 vở lời thề thứ 9. Nam diễn viên ưa ưu tú liên hoan sân khấu quốc tế tại Bắc Kinh 2012. Cầu hôn xe cốp.